Làm được những điều này, bạn sẽ không bao giờ bị gù lưng mỗi khi đứng hay ngồi. Bạn có thể thực hiện những động tác này ngay khi đang ngồi tại bàn làm việc của mình, và chuyện gù lưng khi đứng hay ngồi chỉ còn là dĩ vãng. Tư thế đúng mỗi khi đứng hay ngồi không những mang lại cho bạn sự tự tin mà còn đảm bảo sức khỏe tốt, giúp bạn trông mảnh mai hơn. Thế nhưng do thói quen ngồi làm việc nhiều hoặc vô thức mà không ít người trong chúng ta có tư thế bị còng, gù lưng, đặc biệt là khi ngồi trước máy tính. Trong video lần này sẽ giới thiệu các bài tập và những thủ thuật đơn giản giúp bạn không những không gù lưng mà còn có được tư thế đúng là lưng thẳng, và làm sao để giữ được tư thế đó trong mọi hoàn cảnh. Bài tập để có lưng thẳng. Bạn có thể thực hiện những động tác này ngay khi đang ngồi trên một chiếc ghế. Đó chính là lý do tại sao bạn hoàn toàn có thể tập được khi đang ở ngay bàn làm việc của chính mình. 1. Chào hỏi. Đặt bàn tay của bạn ra đằng sau lưng và chạm hai lòng bàn tay vào nhau như trong hình. Điều quan trọng là tạo một đường thẳng từ cánh tay này sang tay kia. Hai phần cánh gà ở lưng di chuyển lại gần với nhau. Giữ tư thế này trong 10 giây. Lưu ý, ban đầu khi mới tập động tác này, bạn sẽ thấy khó và đau. Hai tay không tạo được thành đường thẳng. Bạn nên kiên trì và tập dần mỗi ngày thì sẽ thành công. 2. Khóa tay. Đặt một cánh tay phía sau lưng, nâng cánh tay kia lên và cũng đưa ra sau lưng, uốn cong khuỷu tay để bàn tay này nắm được bàn tay kia, tạo thành một cái khóa. Kéo khuỷu tay phía trên lên, giữ trong 5 giây thì đổi tay. 3. Xoắn vặn mình. Ngồi trên ghế, lưng đối diện phần tựa của ghế, không di chuyển phần dưới của cơ thể. Hãy đặt hai tay ra sau đầu và xoay thân trên bên trái để vai vuông góc với phía sau ghế. Giữ vị trí này trong 5 giây và vặn mình sang bên kia. Uốn cong người. Ngồi ở mép ghế và đặt tay lên sau đầu, uốn cong cột sống và nhìn vào trần nhà. Từ từ kéo đầu ra phía sau, mắt vẫn nhìn lên cho đến khi bạn chạm vào phần sau của ghế. Giữ như vậy cho đến khi bạn muốn đổi sang tư thế khác. Một số mẹo giúp bạn luôn giữ được đúng tư thế. Giữ bụng thẳng. Tư thế này được giúp giữ cho các cơ lưng và bụng của bạn cân bằng nhau. Khi bạn giữ cho bụng thẳng, lưng của bạn cũng tự động thẳng theo. Bạn có thể dùng quần hoặc váy có cạp cao để thực hiện điều này. Tư thế đặc biệt. Ngồi trên cạnh ghế, đặt một chân xuống dưới ghế, càng xa càng tốt, và kéo chân kia về phía sau. Cách này sẽ giúp bạn ngồi thẳng để giữ thăng bằng. Bạn nên ngồi ở vị trí này sau khi tập thể dục để nghỉ ngơi và mau chóng lấy lại sức lực. Treo vật nặng ở lưng. Khi bạn làm việc tại máy tính, hãy treo một vật nặng nào đó phía sau lưng để kéo cho lưng thẳng. Một cái móc quần áo đơn giản cũng có thể thực hiện điều này rất tốt. Đeo vật nặng trước ngực. Khi làm việc nhà, hãy đeo một ba lô phía trước người bạn. Cơ thể của bạn sẽ cố gắng để đối phó với trọng lượng và kéo vai của bạn ra sau để giữ cân bằng. Tuy nhiên, bạn không nên đeo ba lô quá nặng vì nó có thể khiến bạn nhanh chóng mỏi lưng.